Ngày 19 tháng 3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ án Trần Thị Hiền, mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên, phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1975. Trong đơn kháng cáo, bà hiền cho rằng nhóm người bắt giữ sát hại con gái của bà đã vu khống bị cáo có hành vi mua bán ma túy. Trước đó hồi giữa tháng 7 năm 2021, Tòa án nhân dân thành phố cấp cao tại Hà Nội quyết định hoãn phiên tòa xét xử phúc thẩm bị cáo Trần Thị Hiền để làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ án. Đến tháng 5 năm 2022, tòa án cấp cao tại Hà Nội đã đưa bị cáo ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm vì cho rằng có một số tình tiết trong vụ án mâu thuẫn với nhau, chưa có thể làm rõ tại phiên tòa. Theo bản án sơ thẩm năm 2017 vì thị thu lên khu vực biên giới mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công cùng Lương Văn Hùng đem bán ma túy cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh. Ngoài ra các bị cáo còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vì văn toán. Tại phiên tòa sơ thẩm, mẹ nữ sinh giao gà kêu oan cho rằng các bị cáo công toán khai không đúng sự thật sau khi đã bắt cóc giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên và không thể chỉ dựa vào lời khai của nhóm Toán để kết tội cho bị cáo. Trong khi đó, các bị cáo công Toán Hùng thừa nhận hành vi phạm tội và không có đơn kháng cáo. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hiền 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Vì thị thu cùng chồng là Vì Văn Toán, sinh năm 1982, kẻ chủ mưu trong vụ nữ sinh giao gà điện biên, nhận án tù trung thân. Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng lần lượt nhận án 20 năm tù và án trung thân, Tại phiên tòa phúc thẩm trước đó, bị cáo Hiền không cầm được nước mắt, giữ nguyên những lời khai trước đây, cho rằng mình bị oan. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Trần Thị Hiền kêu oan và nói nhóm toán công đã bắt giữ sát hại con gái của bà ta, đồng thời vu khống bị cáo này mua bán ma túy. Tương tự bị cáo vì thị thu kêu oan vì cho rằng bị ép cung nên nhận tội trong giai đoạn điều tra. Theo án sơ thẩm, năm 2017, vì thị thu mua hai bánh heroin giá 90 triệu đồng một bánh, về bán cho Bùi Văn Công với giá 150 triệu đồng một bánh. Công và Lường Văn Hùng bán số ma túy này cho Trần Thị Hiền với giá 160 triệu đồng một bánh, nhưng bị nợ 30 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức sử dụng ma túy ở nhà vì văn toán. Liên quan vụ án của chị Cao Mỹ Duyên, con gái bị cáo Trần Thị Hiền, Cơ quan tố tụng xác định do bị cáo Hiền không trả tiền, nên nhóm vì văn toán Bùi Văn Công đã lên kế hoạch bắt nữ sinh để ép trả tiền. Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019, vào 30 Tết Nguyên đán, Công đưa Vương Văn Hùng đến chợ nhận diện nạn nhân và mua gà để lừa chị Duyên trở tới một căn nhà vắng. Đến nơi, nữ sinh bị đánh bất tỉnh, rồi được trở về nhà Công. Sau đó, từ ngày 4 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2019, nhóm Công đã khống chế, hãm hiếp nhiều lần rồi sát hại nạn nhân. Vợ công là Bùi Thị Kim Thu đã biết việc này nhưng không tố cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm tháng 5 năm 2022, mẹ nữ sinh rau gà ở Điện Biên bị cáo Trần Thị Hiền và bị cáo Vì Thị Thu giữ nguyên kháng cáo kêu oan như nêu trên. Bào chữa cho mẹ nữ sinh rau gà, luật sư Giang Hồng Thanh từng đề nghị hội đồng xét xử cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại. Nhằm làm rõ thêm căn cứ chứng minh bà Trần Thị Hiền mua ma túy của Bùi Văn Công. Theo luật sư, vụ án này có thể coi là kỳ án bởi bà hiền bị buộc tội vì được xem là liên quan đến việc con gái cao mỹ duyên bị bắt cóc hãm hiếp giết hại những tài liệu buộc tội được cung cấp bởi hai kẻ giết hiếp con gái bà hiền và hầu hết các tài liệu đó không đáp ứng thuộc tính hợp pháp thuộc tính khách quan của chứng cứ chính vì không khách quan nên lời khai của các đối tượng này có nhiều điểm phi lý và mâu thuẫn vào cuối tháng 12 năm 2019, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên áp dụng 6 án tử hình đối với 6 trên 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh giao gà bị giết hại và cưỡng hiếp. Theo đó, vụ án nữ sinh giao gà thời điểm xảy ra án mạng không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có. Sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận, vụ án nữ sinh giao gà ở Điện Biên, báo chí đã có buổi gặp gỡ luật sư Lê Hồng Hiền, Giám đốc công ty Luật Lê Hồng Hiển và cộng sự là người trực tiếp tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại Cao Mỹ Duyên và nghe ông chia sẻ về những nỗi ám ảnh khi đối diện với hàng loạt tội ác tột cùng man dợ. Nhớ lại thời điểm nhận bảo vệ quyền lợi cho bị hại, luật sư Hiển cho biết, khoảng tháng 5 năm 2019, sau khi vụ án nữ sinh giao gà xảy ra, ông nhận được lời giới thiệu từ một người bạn làm ở chùa Linh Quang Điện Biên về việc gia đình nữ sinh Duyên đang cần tìm một luật sư để bảo vệ quyền lợi cho con gái. Trước đó, chùa Linh Quang cũng chính là nơi tổ chức cầu siêu cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên. Ông Hiển sau đó đã quyết định nhận lời và tham gia bảo vệ quyền lợi miễn phí cho gia đình nạn nhân. Theo ông Hiển, vào thời điểm đó, đây là một vụ án chấn động dư luận cả nước, lớn nhất từ trước đến giờ về cả hành vi phạm tội một cách dã man của các đối tượng và sự đáng thương đau khổ tột cùng mà em Duyên cũng như gia đình phải chịu đựng. Vụ án được đánh giá là đặc biệt bởi có tới 9 bị can bị cáo, trong đó có 6 bị can phải nhận mức án cao nhất là tử hình với hàng loạt các tội danh như giết người, hiếp dâm, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chân ma túy. Ban đầu một số đối tượng trong vụ án này còn bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp tài sản. Tuy nhiên trong quá trình xét xử, tòa án đã đình chỉ tội danh đó. Như vậy có thể thấy rằng đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng với hàng loạt các đối tượng phạm vào các tội đặc biệt nghiêm trọng. Một điều nữa làm cho vụ án này trở nên đặc biệt đó là sau vụ nữ sinh duyên bị giết hại cơ quan điều tra lại khởi tố chính mẹ đẻ của Duyên, bà Trần Thị Hiền, trong một vụ án khác, xuất phát từ việc buôn ma túy, nợ nần giữa mẹ Duyên với những kẻ thủ ác vào năm 2009 và năm 2017. Hai món nợ của bà Hiền là nguyên nhân gây nên vụ án của con gái. Luật sư Hiền sau đó cũng nhận lời tham gia bảo chữa cho bà Trần Thị Hiền. Trong vụ án của nạn nhân Duyên, có hai nội dung quan trọng mà luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho bị hại, đó là việc đề nghị xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật và ở mức hình phạt cao nhất đối với các đối tượng thủ ác để làm dịu bớt nỗi đau của gia đình em Duyên và những đối tượng gây án phải đền tội. Khi vụ án xảy ra, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Điện Biên phải chịu áp lực rất lớn từ dư luận xã hội, đặc biệt khi cơ quan điều tra khai quật lần hai tử thi của nữ sinh giao gà để làm rõ một số vấn đề. Vào thời điểm đó đã có rất nhiều kênh thông tin rồi cả dư luận cũng dậy sóng về việc cơ quan điều tra tại sao lại khai quật tử thi em Duyên đến hai lần. Tại sao cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi kỹ lưỡng trước khi em Duyên được đưa đi chôn cất? Tuy nhiên, theo ông Hiển, đây là việc làm bình thường của cơ quan điều tra. Bởi trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng sẽ thấy có những tình tiết chứng cứ cần phải làm rõ, mà những việc đó liên quan đến việc phải khai quật tử thi, thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành khai quật bình thường. Luật sư Hiển chia sẻ, trong suốt sự nghiệp làm nghề của mình, chắc ít có vụ án nào mà lại khiến ông cảm thấy ám ảnh như vụ nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Ông Hiển bày tỏ, Điều này chắc cũng không chỉ riêng với mình tôi, mà bất cứ ai theo dõi vụ án cũng đều cảm thấy ám ảnh và thương xót cho em Duyên. Đặc biệt, tôi còn là người trực tiếp xem hồ sơ và đọc hồ sơ vụ án. Khi xem xong, tôi thực sự cảm thấy ám ảnh về những hành động màn dợ mà những đối tượng thủ ác đã gây ra cho nạn nhân, cảm nhận được nỗi đau dài dẳng không thể xóa với gia đình em. Đó thực sự là một cú sốc cực lớn với người thân trong gia đình. Trao đổi về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này, Thiếu tướng Sùng A Hồng, nguyên giám đốc công an tỉnh Điện Biên chia sẻ. Vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên là một vụ trọng án không thể quên trong sự nghiệp công tác của ông. Vụ án không chỉ gây chấn động dư luận cả nước mà cả với truyền thông nước ngoài vì tính chất man dợ và những tình tiết bẻ lái đặc biệt chưa từng có. Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an đã tung lực lượng đi tìm nạn nhân khắp nơi. Ban đầu cơ quan điều tra chỉ nghĩ nạn nhân bị mất tích đơn thuần dựa vào thông tin mà bà Trần Thị Hiền, mẹ của nạn nhân cung cấp. Thời điểm đó, lực lượng chức năng đã huy động hàng nghìn người gồm công an tỉnh Điện Biên, Bộ Công an, Bộ đội biên phòng, các lực lượng chức năng địa phương và đề nghị cả công an nước bạn Lào, Campuchia đi tìm nạn nhân. Các lực lượng biên phòng phối hợp cùng công an các tỉnh lân cận tích cực tìm kiếm, qua phân tích nhiều yếu tố, bước đầu nhận định khả năng cao Mỹ Duyên đã bị bán ra nước ngoài là rất ít. Tướng Hồng nhớ lại, nếu để nói số liệu cụ thể có bao nhiêu cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm thì không thể có con số chính xác. Tôi ước tính lên tới hàng ngàn người tham gia hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân. Không chỉ có lực lượng an ninh quân đội mà đông đảo người dân sinh sống tại các thôn bản cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm em Duyên. Theo tướng Hồng, có một tình tiết đặc biệt đã giúp mở ra hướng điều tra mới cho vụ án. Đó là khi cơ quan điều tra tổ chức khám nghiệm tử thi nạn nhân, bà Hiền có khóc và buột miệng nói rằng con chết trong vinh dự. Chính câu nói trên đã khiến cho thiếu tướng Sùng A Hồng này sinh nghi ngờ mối liên quan của người mẹ và giao cho các trinh sát xác, xác minh về mẹ của nạn nhân nói về hai lần khai quật tử thi của nạn nhân thiếu tướng sùng a hồng cho biết ông là người trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện việc khai quật tử thi nạn nhân cao mỹ duyên trong quá trình khai quật tử thi lực lượng pháp y thực hiện đúng về mặt pháp lý đồng thời luôn đảm bảo tôn trọng yếu tố tâm linh tín ngưỡng tình cảm của gia đình nạn nhân tướng hồng chia sẻ tuy là để phục vụ mục đích điều tra nhưng chúng tôi không vì khoa học mà xem thường yếu tố tâm linh và đạo đức con người Điều này thể hiện sự tôn trọng của chúng tôi dành cho người đã khuất và chúng tôi cũng luôn cảm nhận được sự ủng hộ từ phía người đã khuất. Như vụ án này, dù trải qua 10 ngày chôn cất trong điều kiện môi trường ngập nước, mưa lạnh liên miên như vậy, nhưng cả quá trình khai quật và khám nghiệm tử thi đều diễn ra hết sức thuận lợi. Thiếu tướng Sùng A Hồng kết luận, cái chết oan ức và tức tuổi của nạn nhân cao Mỹ Duyên cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ. Những kẻ có tội cuối cùng cũng phải đền tội một cách thích đáng.